Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Quang Hải Vlog. Kính thưa quý vị và anh chị em. Hôm qua, ngày 1 tháng 5 năm 2023, lễ thánh du xe thợ, Đức Tổng giám mục Madrid sứ thần tòa thánh tại Singapore kim đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, thông báo Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm linh mục Du xe Huỳnh Văn Sĩ thuộc linh mục đoàn giáo phận Quy Nhơn, làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Sau đây là tiểu sử linh mục Du Xe Huỳnh Văn Sĩ. Giám mục Tân Cử Du Xe Huỳnh Văn Sĩ sinh ngày 17 tháng 7 năm 1963, theo tin từ Hội đồng Giám mục Việt Nam hoặc ngày 10 tháng 1 năm 1962, theo văn phòng báo chí tòa thánh tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thuộc giáo xứ Gò Thị, giáo phận Quy Nhơn. Cậu bé sĩ theo học tiểu chủng viện Quy Nhơn trong thời gian ngắn từ năm 1974 đến năm 1975, trước khi theo học cấp trung học tại Quy Nhơn từ năm 1975 đến năm 1981. Tốt nghiệp trung học Huỳnh Văn Sĩ theo học Đại học Sư phạm Quy Nhơn và tốt nghiệp văn bằng cử nhân Vật lý kỹ thuật năm 1985. Sau 7 năm, cậu tiếp tục con đường tu trì bằng việc gia nhập Đại chủng viện Sao Biển, nhà trang từ năm 1992 và theo học tại đây cho đến năm 1997. Ngài là một trong năm chủng sinh thuộc khóa đầu tiên được gửi đến Đại chủng viện Sao Biển. Phó tế Du Xe Huỳnh Văn Sĩ được truyền chức linh mục ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi giám mục Phao Lô Huỳnh Đông Cát và trở thành linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Quy Nhơn. Ngài được truyền chức cùng với năm chủng sinh khác trong lễ truyền chức cho nhiều linh mục nhất sau năm 1975 tại giáo phận Quy Nhơn. Đồng tế trong lễ truyền chức, ngoài giám mục Phao Lô Cát, còn có các giám mục phê rô Trần Thanh Trung giám mục giáo phận Con Tum, phê rô Nguyễn Văn Nho giám mục phó giáo phận Nha Trang, giám đốc đại chủng viện Sao Biển và giám mục phó giáo phận Ban Mê thuộc Du Xe Nguyễn Tích Đức và 99 Linh Mục. Sau khi được truyền chức Linh Mục, Linh Mục sĩ được cử làm đặc trách văn phòng tòa giám mục Quy Nhơn và giữ chức vụ này cho đến khi đi du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana. Roma năm 2001, Ngài tốt nghiệp năm 2006 với học vị tiến sĩ giáo luật. Trở về Việt Nam, Linh Mục Du Xe Huỳnh Văn Sĩ đảm nhiệm chức thư ký giám mục giáo phận Quy Nhơn từ năm 2006 đến năm 2009. Trong thời Linh Mục, Linh Mục Huỳnh Văn Sĩ kiêm nhiệm nhiều chức vụ song hành, giáo sư thỉnh giảng đại chủng viện sao biển. Nhà Trang từ năm 2008 giám đốc chủng viện Thánh Du Xe Quy Nhơn từ năm 2009, đại diện tư pháp giáo phận Quy Nhơn từ 2011. Ngoài ra, từ năm 2010, Ngài còn là thành viên ban tư vấn, ban thường huấn linh mục giáo phận Quy Nhơn. Ngày 1 tháng 5 năm 2023, được Đức Giáo Hoàng Phan Xico bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngài trở thành người mục tử nhân lành theo gương Đức Giêsu.